Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip như thường lệ, tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Đăng Hưng, anh em Cương Nguyễn, anh em Lê Xuân Khánh, anh em Minh Đặng, anh em Đỗ Hoàng Hải, anh em Đặng Minh Trung, anh em Khuynh Vũ và cuối cùng là anh em Bùi Dũng. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Ngày hôm nay tôi lại cứ tưởng là nó update nhưng mà nó lại chưa update anh em ạ. Thế nên là hôm nay tôi lại làm một cái video clip cho cái meta sắp tới anh em nhé. Đây là một cái trò chơi, một cái con game ở cái phiên bản thử nghiệm. Hôm nay tôi lại test tiếp anh em nhé. Đấy, những cái gì mà chúng ta chưa test được thì chúng ta sẽ test tiếp. Ví dụ như là cái bộ Saman thì ở những cái video trước ấy tôi có test nhưng mà chưa có bao giờ chơi được là cái bộ Saman hàng Ryu. Chúng ta có hai trận đấu đều là chơi Saman hàng Fake. Và cái bộ Saman hàng Fake ấy thì nó tương đối mạnh rồi. Nhưng mà bây giờ hôm nay ở trong cái bộ truyền thuyết, đấy, khi mà tôi chơi cái con game này thì nó có con mèo và nó có con Storm Saman. Điều này sẽ dẫn tới là chúng ta có thể câu một con gấu nữa để chúng ta có được cái bộ Saman hàng Ryu. Mà khi mà kết hợp được với hàng Ryu thì chúng ta còn kết hợp được với các cái tộc hệ khác nữa. Đấy, thế nên là để test một cái bộ tối thượng nha anh em nhá. Bộ tối thượng hàng Ryu. Và rất có thể là tôi sẽ còn đưa cái bộ này lên level 12. Đấy, tranh thủ là chúng ta đánh với cả máy thì chúng ta có thể test được để có thể đưa lên 12 và form về cái đội hình tối thượng. Ví dụ như là 6 đỏ kết hợp với 6 Saman. Đấy, hoặc là 6 Saman kết hợp với 5 rồng. Đấy là những cái lineup mà anh em đã gợi ý cho tôi ở những cái video trước. Thế nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau test thử cái bộ đấy anh em nhé. Và tôi cũng hy vọng là những cái đứa mà nó chơi cùng ở trong con game này nó không chết sớm. Tôi sẽ cố gắng tôi form cái bộ Saman muộn nhất có thể để cho nó đẩy chậm trận đấu, tốc độ trận đấu chậm để chúng ta có thể form được về cái bộ đấy nha anh em nhá. Có hai cái lineup mà các anh em có gợi ý cho tôi, đấy chính là 5 rồng kết hợp với cả Saman và 6 đỏ kết hợp với Saman đấy. Thì hai cái bộ đấy là nếu mà kết hợp vào thì có vẻ như là khá là mạnh. Có vẻ rất là mạnh đấy. Và tôi cũng sẽ test luôn xem là liệu những cái con Saman khi mà nó hóa Saman lên ấy thì nó có được hưởng cái hiệu ứng tộc hệ không anh em nhá. Chúng ta sẽ test luôn ở trong cái video này. Nếu mà nó hưởng được cái hiệu ứng tộc hệ thì nó sẽ có những cái lineup như là 6 Saman kết hợp với cả 6 Glacier hay là 6 Saman kết hợp với 6 đỏ. Cả hai lineup đấy đều có thể chơi được ở level 11. Đấy, rất là ok. Chỉ cần chơi ở level 11 thôi. Còn tất nhiên là lên được level 12 thì chắc chắn là sẽ chơi được kiểu 6 mét kết hợp với 6 Saman thì là ok đương nhiên rồi. Nhưng mà kết hợp với những cái bộ như là bộ đỏ này, hay là bộ 6 Warrior chẳng hạn, hay 6 Clyde, hay là 6 Glacier thì không biết là những cái bộ đấy nó có được hưởng những cái hiệu ứng của hệ tộc không. Đấy, chứ còn nếu mà được hưởng cái hiệu ứng của hệ tộc, ví dụ như 6 đỏ mà những cái con Saman nó được tăng cái lượng máu nó lên và nó là 3 sao thì thực sự nó rất là trâu chó, nó rất là khỏe, đúng không? Hay là kể cả những cái bộ như bộ Warrior hay bộ Knight cũng được. Nói chung là kết hợp vào thì nó sẽ tăng cái sức chịu đựng của những cái con Saman lên. Mà khi mà những cái con Saman nó hóa lên 3 sao rồi, máu trâu đam to, xong rồi lại giáp cũng to nữa. Đấy, lại đồ thì lại full đồ cam. Full đồ cam mà thậm chí còn có thể là lấy được hai con full đồ cam cơ. Có hai con full đồ cam thì thực sự nó quá mạnh luôn. Không hiểu là nếu mà form được cái đội hình tối thượng như thế thì cái bộ nào mới ăn nổi. Tất nhiên là hôm nay cũng phải test để xem là liệu rằng có được cái hiệu ứng hệ tộc không. Đấy rồi còn 6 Goblin, 6 Goblin kết hợp với cả 6 Saman nữa. Nếu mà lên được level 12 thì có rất nhiều lineup kẹp vào. Thậm chí kể cả là mấy cái bộ như là 6 Beast chẳng hạn, hay là 6 Assassin để mà đánh theo kiểu là hàng công ấy, đánh kiểu tấn công thì thực sự là khỏe đấy. Ví dụ như là biến được một con chúa quỷ 3 sao chẳng hạn, hoặc là biến được một con gỗ không 3 sao. À không, gỗ không bây giờ là giảm xuống 4 đô rồi. Thì cái con những cái con 5 đô thì bây giờ Secret Lancer chẳng hạn, đúng không? Secret Lancer 3 sao kẹp với cả 6 bit full 6 đồ cam. Trời. Và nó ở cái round nó chỉ khoảng round 25 thôi nhá, là full 6 đồ cam rồi nhá. Chứ còn không phải đợi đến round 40 đâu. Cái lúc đấy thì thằng nào đỡ được. Đúng không? Biến ra là con Secret Lancer full đồ cam thì nói chung là chết hết.
hai mèo này. Nếu mà ra mèo này thì thôi tôi bán nó Phong Vũ rồi thôi. Kép vào để lấy tí Metalite nhưng mà thôi không cần nữa rồi. Ok, cái con này tôi vẫn giữ lại anh em nhá. Tí nữa là lên 2 sao chúng ta lại có thêm 3 tiền. Cứ để đấy. Cái con Defector thì tí nữa mua, không sao đâu. Con đấy kích hệ thôi mà. Mua một con. Với cả cái bộ Saman thì tôi cũng chưa có ý định cho vào sớm. Cho vào sớm đẩy bọn nó nhanh. Cuối cùng là chúng ta chả test được cái gì đâu. Chơi cái bộ 6 Saman hàng Ryu này, ngoài cái việc là nó kết hợp được với hệ tộc ra ấy, thì nó khác cái bộ 6 Saman hàng fake là nếu mà chúng ta câu được ra con gấu ấy thì gần như chúng ta chỉ cần chơi những cái con Saman thôi. Đấy. Ok roll nào. Rồi con này lên được 2 sao này. Rồi bây giờ phải, chắc là phải bỏ mấy cái con Goblin đi thôi. Bây giờ ưu tiên cho mấy cái con Human anh em nhé. Ưu tiên Human vào. Kiếm sách rồi đã. Chắc này cố gắng mà lên được 11, 12 thì tốt. Tôi rất muốn là test thử cái đội hình tối thượng. Tôi sợ là đến khi mà nó vào meta ấy, chơi với người thật ấy, thì chắc là cũng không thể lên được cái đội hình tối thượng đâu. Vừa phải có một cái trận đấu mà phải có cả Storm Shaman, cả mèo Long Đô này. Xong cái trận đấu đấy lại còn phải là xanh được 6 human. Đấy, điều kiện nó là rất là nhiều. Ngoài ra thì phải ra được Storm Shaman, ra được con mèo sớm. Không sớm thì cũng phải ra được cái con đấy đúng không? Nhiều điều kiện lắm anh em ạ. Và để mà chơi được một cái trận đấu như thế ở mức rank cao thì thực sự là rất khó để có thể test. Nên là hôm nay tôi muốn test thử cho anh em nhé. Chứ còn để mà vào trận đấu chính thức thì nhiều khi mình phải dễ chết mà. Làm gì mà lên được 11, 12 đâu. Chơi là vừa human xong lại chuyển sang Saman nữa thì khó lắm. Rất khó luôn đấy. Nói chung là nếu mà muốn thực hiện được cái bộ đấy thì nó phải thỏa mãn được một cái liên hoàn sự kiện luôn. Liên hoàn điều kiện thì mới có thể làm được. Từ cái việc là trong truyền thuyết là nó đã phải có sẵn hai con Lambda Saman, xong phải câu được ra gấu Saman. Đấy. Câu được ra gấu Saman này, xong rồi lại phải lên được 11, 12, ra được human sớm. Đấy, xong rồi lại ra được mèo, ra được Storm Saman. Có tới 6 cái điều kiện rồi anh em ạ. Trận đấu là phải xanh sớm đánh chuỗi thắng nữa. 6, 7 cái điều kiện luôn. Nghe chừng là có vẻ là không bao giờ làm được. Ra này. Đấy, cái điều này nó chỉ làm được khi mà chúng ta chơi với máy thôi. Nhưng mà biết đâu đấy, trong số như các anh em mà xem kênh tôi sẽ có anh em làm được, đúng không? Rồi sẽ có anh em làm được cái bộ đấy. Chả nhẽ lại trong 10.000 người mà đang xem tôi thường xuyên, chả nhẽ lại không có ai làm được, đúng không? Một anh em không làm được, nhưng mà 10.000 anh em, mỗi anh em chơi khoảng chục trận đến 100 trận, chả nhẽ lại không anh em nào làm được. Thế thì nó hơi vô lý, đúng không? 100.000 trận đấu ấy, không có một trận đấu nào mà lên được level 12 với 6 Saman kết hợp với cả 6 đỏ, hay là 6 Saman kết hợp với 5 rồng hay sao. Đấy, ra được mèo Lambda. Ok, tôi đợi anh em nhá. Bây giờ là ở trong YouTube ấy, nó có cái khả năng là từ từ nhá, thằng này nó khỏe nhở. Up lên 7 không cắt được chuỗi được. Thể khỏe vậy. Không biết là máy hay người chơi đây. Máy hay người nhở. Trông khỏe nhở. Nhiều khi tôi cũng hơi phân vân, không biết là đang chơi máy hay đang chơi người đấy. Cũng có thể chúng ta sẽ gặp một vài người, người ta vào đây người ta chơi thật và người ta test anh em ạ. Sắp update rồi nên là có rất nhiều người, người ta muốn test thử meta mới trước khi là vào cái meta mới. Nhất là những cái người mà người ta chơi thi đấu giải ấy, thì người ta rất là hay test. Play đang nói dở là bây giờ YouTube ấy, nó có cái khả năng là anh em có thể gửi một cái tin nhắn, và cái tin nhắn đấy anh em có thể đính kèm một cái hình ảnh hoặc là một cái video mà anh em chơi. Đấy. Thì những cái trận đấu nào mà anh em có thể làm được những cái đội hình mà nó tối thượng như thế,
Ví dụ như tôi vừa kể ấy, là 6 Saman kết hợp với cả 5 rồng này, hoặc là 6 Saman kết hợp với gì nhỉ, với 6 đỏ, thì anh em có thể là up lên ở trên phần comment nha anh em nhá. Đấy, chia sẻ cùng với các anh em khác. Đấy, khoe những cái thành tích của anh em đạt được với các anh em khác, để các anh em khác còn trầm trồ. Đấy, trong đó có tôi. Đấy, tôi sẽ thả tim vào trầm trồ ở dưới cái phần comment của các anh em nhá. Rồi, từ nãy giờ anh em thấy là cái tỷ lệ ra gấu nó rất thấp đúng không? Tôi đã test 3 trận đấu mà tôi câu gấu rồi đấy. Anh em thấy là bây giờ cái việc câu gấu nó rất khó. Chúng ta gần như là chúng ta không câu được luôn. Cái tỷ lệ 12% và cái tỷ lệ 6% thực sự là quá bé luôn. 12%, 10 round mới được ra được một con, nhưng mà chưa chắc đã ra. Đấy. Trừ đi 2 round đầu. Trừ đi 2 round đầu. À, bây giờ là tôi để cái con gấu vào 12 round rồi đấy. Và bây giờ nó vẫn chưa ra thêm con gấu nào cả. Và nếu mà đen đen mà nó lổ ra cái con gấu đủ ấy, thì thực sự là nó cũng chả có ra được cái gì hết. Đấy. Bắt buộc phải nổ ra con gấu Saman cơ. Cái tỷ lệ thấp lắm anh em ạ. Nói là 12% ra gấu ấy, nhưng mà anh em phải chia 5. Bởi vì có 5 con gấu mà đúng không? Phải chia 5 ra. Tỷ lệ ở đây là nó có hơn 2% một tí thôi. Có hơn 2% mà ra được cái con gấu Saman anh em ạ. Rất khó luôn. 2%. Có nghĩa là gì? 50 round mới có thể ra được một con gấu Saman. 50 round, đấy là tính sơ sơ như thế thôi. Rồi, cái round này lại có thể kiếm một sách rồi. Thằng kia trông ở chuôi cộng 10 kia tôi nghi đấy là người thật lắm anh em ạ. Trông giống là đang test meta. Nhưng mà hơn không sao, có một cái thằng như thế thì trận đấu nó mới kéo dài được, để chúng ta test hết từ tất cả các đội hình. Chứ còn nếu mà chơi về máy hết ấy, thì cái trận đấu tôi sợ là đến ra 30 tôi sợ là chết hết mất. Chưa kịp test cái gì thì đã bay màu hết rồi. Ở trong những cái video trước là anh em đều đã biết là nếu mà khi mà chúng ta kết hợp kích hoạt được 6 Saman, là tất cả những con Saman nó sẽ được sử dụng cái món đồ trên người nó. Và những cái món đồ đấy nó đều được tăng cấp. Cụ thể ở đây là đồ xám thì lên đồ xanh dương, mà đồ xanh là cây thì lên đồ tím. Đấy, còn đồ xanh dương thì sẽ là lên cái đồ cam. Chính vì thế nên cái lối chơi của Saman bây giờ là nó sẽ không đổi đồ. Nó giữ được càng nhiều đồ càng tốt nha anh em nhá. Đấy, cách chơi là như thế. Giữ càng nhiều đồ càng tốt là thứ nhất. Cái thứ hai là gì? À từ từ này, 6 Saman rồi này. À quên, 6 Human. Có 6 Human rồi, bỏ vào để kiếm sách à. Cái thứ nhất ý, là chúng ta sẽ không có đổi đồ. Bởi vì đổi đồ là anh em mất đồ. Cái thứ hai là nếu mà đổi đồ ấy, chỉ đổi tối đa là đồ xanh dương, không đổi đồ tím và không đổi đồ cam. Bởi vì đồ xanh dương khi mà anh em cầm ấy, nó sẽ hóa ra đồ cam anh em nhá. Đấy, đồ xanh dương nó sẽ hóa ra đồ cam. Nên là anh em chả việc gì anh em phải đổi đồ cam cả. Và cái thứ ba là gì? Là những cái món đồ mà anh em cầm ấy thì tốt nhất là nó tăng mana sớm. Bởi vì làm sao? Bởi vì là anh em, nếu anh em tung trưởng được sớm thì anh em sẽ hóa sớm. Còn nếu mà anh em không có đồ tăng mana sớm ấy, thì anh em có khi là đến lúc mà anh em hóa là anh em bay màu rồi. Cái con Saman của anh em chưa kịp hóa thì nó chỉ còn có một chút xíu máu. Thì là khi mà anh em hóa xong là anh em cũng bay màu luôn. Anh em nên nhớ là cái thời điểm mà nó hóa ấy, là nó sẽ bị stun trong vòng 1,5 giây anh em nhé. Tất cả tướng đều bị đứng im trong vòng 1,5 giây. Nói chung là khá là nguy hiểm ở cái giai đoạn mà hóa ấy. Nên là tốt nhất là vào phát là tung trưởng luôn là hay nhất. Đấy. Không cần phải là đợi đến cái lúc mà sắp chết rồi mới tung trưởng, hay là phải dính đòn mới tăng được mana. Thay vào đấy là chúng ta có đồ mana, chúng ta có con dơ so để có thể là tăng mana sớm, tung trưởng sớm. Hoặc là như rất nhiều anh em có chia sẻ là như thế này thì kết hợp với cả 5 rồng thì là rất là ok. Không cần phải lấy đồ mana. Chúng ta có thể lấy đồ tăng phòng thủ. Tăng phòng thủ hoặc là lấy đồ chống chịu phép. Đấy. Để có thể là giảm thiệt hại đầu game trước khi hóa, có thể giảm thiệt hại. Và chúng ta tất cả mana nó sẽ được đầy luôn khi mà chúng ta kết hợp với 5 rồng. Như thế thì cũng hay. Đấy, vào phát 100 mana luôn. Thì những cái món đồ xám chúng ta sẽ thay vì chúng ta lấy những cái món đồ tăng mana thì chúng ta sẽ lấy những cái món đồ chống chịu. Những cái món đồ mà nó sẽ giúp cho những cái con Saman nó sẽ mất ít máu nhất trước khi nó hóa hình. Nhá. Đấy thì cách chơi và cách lấy đồ là như thế. Lấy đồ thì sẽ không bao giờ đổi những cái món đồ tím và đồ cam.
Đấy, tóm lại là gì? Giữ được càng nhiều đồ càng tốt, chia sẻ cho càng nhiều Saman càng tốt. Đấy, vứt vào nhiều Saman cầm đồ càng tốt, càng nhiều càng tốt nha anh em nhá. Ok, những cái quyển sách này thì chắc là tôi được bao nhiêu tôi sẽ giữ hết. Tôi sẽ không có phải khô máu mà up lên lên 9, lên 10 sớm. Đấy, cứ đủ sách đã, 30 quyển sách. Thực ra là 27 quyển sách là đủ rồi, thì lấy 27 quyển sách. Sau đó là chúng ta cứ giữ tiền thôi. Khi mà lên 10 chúng ta có 50 tiền rồi, chúng ta roll một phát form đủ đội hình luôn. 6 Saman kết hợp với 6 đỏ hoặc 6 Saman kết hợp với cả 5 rồng anh em nhé. Đấy, đánh ở level 11 là đủ rồi. Lên 12 có thể kẹp được thêm con dưa so. Trong trường hợp mà đánh 5 rồng thì không cần kẹp dưa so, thì có thể kẹp thêm đỏ và cũng rất là ok. Bây giờ mà để giảm thiệt hại tối đa cho mấy cái con computer ấy, thì tôi sẽ coi như là bỏ bài vào những cái con 1 sao thôi. Đủ để giành chiến thắng để có sách là được. Chuẩn bị có thằng đi rồi này. Bây giờ tiết kiệm tiền luôn. Chuẩn bị là sẽ tiết kiệm để được 50 tiền. Sách thì bây giờ là chắc chắn là lên được 11 rồi. Đấy. Còn 12 thì bây giờ chúng ta còn thiếu 11 cuốn nữa. Tôi nghĩ là chỉ một vài ván nữa thôi là chúng ta sẽ đủ. Và chắc chắn là lên được 12. Bây giờ cái thằng có chuôi nó đang khá là to. Vẫn chưa thấy có dấu hiệu là có ai đó có thể cắt được chuôi của thằng đấy. Anh em ạ. Khá mạnh á. Bây giờ vẫn chưa biết là người hay là máy chơi đây. Phải tí nữa mới biết được. Cái giai đoạn cuối game ấy, khi mà nó form về đội hình ấy, nếu mà nó không form được về cái đội hình nào cả thì nó là máy. Và nếu mà nó có form được về 9 Warrior chẳng hạn thì chắc là nó vẫn là người. Có thể có những cái thằng nó sẽ test cái bộ 9 Warrior kết hợp với những cái món đồ mới ấy, rất là căng. Ui rồi nó nổ ra con rồng này. Ok, thay con này vào. Nó lại câu ra con human anh em ạ. Đấy thì bây giờ cái con gấu nó sẽ có cái tỷ lệ câu ra được những cái con tướng mà nó cùng tộc hệ với những cái con ở trên bàn cờ anh em nhá. Ở đây là có tộc hệ Clay và human. Clay và human. Tộc rồng nữa có thể sẽ câu được ra con rồng 5 tiền này. Con rồng nó sẽ có là mết với cả rồng. Chúng ta có thể câu ra được. Đấy nhưng mà cái tỷ lệ này nó sẽ là 6% ra là một cái con tướng, không phải là tộc Fanda. 6%, nhưng mà nếu mà chia đầu ra, chia ra so với cả những cái con ở trong cái hệ tộc đấy thì nó chia ra khoảng 30 con. Đấy, thì tỷ lệ của nó sẽ là gì? 6% chia cho 30 anh em ạ. Đó sẽ là cái tỷ lệ mà ra cái con tướng mà anh em cần. Ví dụ anh em cần là câu ra con Storm Shaman thì anh em sẽ phải cộng tất cả những cái bọn này vào. Đấy, những cái con mà human này, con mết này, con Clay, cộng các cái con human mết Clay và con Saman đỏ vào, cả gấu nữa. Đấy, cộng hết những con đấy vào, sau đó là chia ra tỷ lệ. Đây lấy cái này đi. Tí nữa những cái con Saman nếu mà nó được hưởng cái hệ tộc ấy thì nó có thể hưởng được cái hệ tộc God. Đấy, và chúng ta có thể tung trưởng được liên tục. Ok. Và cái trận này tôi còn có một cái mà tôi mới nhớ ra, là có anh em thắc mắc là cái con, đối với cả những cái con tướng mà sử dụng những cái trưởng mà chủ động ấy thì nó hóa hình được. Thế còn những cái con tướng mà nó không sử dụng những cái skill chủ động mà nó là skill bị động, ví dụ như là con mèo Lam Đô chẳng hạn, thì skill của nó là bị động, thì liệu rằng nó có hóa hình được không? Thì trận này tôi sẽ test luôn anh em nhá. Đấy cũng là một trong cái thắc mắc rất hay. Đấy mà nếu mà không hóa hình được ấy. Cái con mèo Lam Đô là một trong những con mà cầm đồ nó sẽ được nhân đồ lên.
nó sẽ được nhân đồ. Và nếu mà chúng ta kẹp thêm một cái con mèo 3 đô vàng nữa thì thậm chí nó còn nhân 3 lên. Đấy, nhân 3 cái số lượng đồ lên. Mà nó lại còn hóa đồ nữa. Thì nếu mà với 6 cái món đồ xanh dương theo lý thuyết thì là anh em sẽ kiếm được 18 món đồ cam từ 6 cái món đồ xanh dương anh em nhá. Nghe có vẻ hơi sai. Thế thì mất cân bằng quá nhờ. Chỉ cần có 6 món đồ xanh dương và có thể nhân lên được 18 món đồ cam ở tại round 25. Có tin nổi không? Ở round 25 chúng ta có thể đổi được là 6 món đồ xanh dương rồi. Nếu mà thực sự là như thế thì cái bộ Saman, 6 Saman hàng Ryu ấy, nó quá mạnh luôn. Vô địch luôn. Nói chung là không có bộ nào có thể ăn được. Trong trường hợp là con mèo 5 đô, nó có thể cầm đồ và nó có thể nhân đồ và nó có thể hóa hình. Cái đấy chưa biết, chúng ta sẽ phải test nha anh em nhá. Trận này tôi sẽ test hết cho anh em. Đấy. Mà trong trường hợp mà nó không hóa được hình thì nó vẫn hay. Không hóa được hình vẫn hay, tức là con mèo 5 đô có thể làm cái con co cầm đồ đánh tay được nha anh em nhá. Rất ok. Cắt chuối luôn. Thằng này khả năng cũng không phải là người anh em ạ. Rồi, đủ lên 12 rồi đấy. Lốt ngày hôm nay test lốt cái bộ tối thượng 6 Saman, sau đó thì ngày mai tôi sẽ không chơi cái bộ Saman nữa. Mà tôi sẽ test thêm những cái bộ khác hoặc là những cái món đồ anh em nhá. Ví dụ như những cái món đồ tím mới, chúng ta có thêm 3 món đồ tím mới. Thử test xem là đồ tím nó có khỏe không. Đấy, rồi test cái con Taboo Witcher xem nó thế nào. Tôi sẽ cố gắng tôi test hết để anh em có một cái hành trang bước vào meta mới tự tin nhất. Anh em vào meta mới cái là anh em biết ngay anh em phải chơi gì rồi. Anh em có chơi gì thì anh em cũng biết là phải lấy đồ như nào. Đấy, hay là anh em biết phải chơi như nào. Hay là đối thủ của anh em mạnh thì mạnh cỡ như nào thì anh em sẽ biết hết. Tôi nghĩ là cũng chỉ 1-2 ngày nữa thôi. Hôm nay chưa update thì có thể ngày mai hoặc ngày kia. Có thể là nhà phát hành còn đang vương vấn cái meta này. Ví dụ như là meta này nhà phát hành đang có cái KPI bán skin nhưng mà chưa đủ doanh số thì họ sẽ kéo dài thêm một chút nữa. Đủ doanh số rồi update. Chả hạn là như thế. Chứ còn update xong thì thế nào cũng sẽ là có bán skin mới thôi. Skin mới của tướng mới hay skin mới bàn cờ mới chả hạn. Chắc chắn rồi, mỗi lần update nó sẽ là như thế. Chứ không chỉ là update về lối chơi hay là update về tướng đâu. Họ sẽ update luôn những cái mặt hàng mà họ sẽ bán ở trong tương lai. Hoặc có thể là họ đang test thêm ở server test. Giống như là tôi đang test đây này. Thì tôi cũng xin nhắc lại các anh em nhé, là cái quá trình mà tôi test này thì tôi cũng quay lại video clip và tôi up lên trên kênh. Thì nó là một cái công việc, nhưng mà thực ra là một công đôi việc. Đó là để phục vụ anh em là một. Thứ hai là gì? Là tôi sẽ lấy cái tư liệu để tôi có thể là tôi gửi cho bên phát hành. Đấy, để tôi đưa ra những cái ý kiến của tôi, nhận xét của tôi về cái meta này, xem là nó mất cân bằng ở chỗ nào. Đấy, thì các cái ý kiến của anh em ấy, anh em cũng có thể gửi thông qua tôi bằng cái việc là anh em để lại dưới phần comment nha anh em nhé. Anh em hãy để đấy, sẽ có người vào xem và sẽ có người đọc cái comment đấy. Đấy, anh em muốn là nó phải như thế nào, bộ Saman nó phải thêm cái gì, hoặc là bớt cái gì đi, nó có mạnh hay là không mạnh theo anh em. Đấy, cái sự cân bằng của nó như nào thì anh em hãy để lại dưới phần comment. Anh em nghĩ cần phải là như nào cho nó hợp lý thì anh em hãy để lại dưới phần comment nha anh em nhá. Rồi những cái ý kiến của anh em sẽ được cái bộ phận mà chăm sóc, cái bộ phận mà tiếp nhận ý kiến, họ sẽ đọc và họ sẽ đưa ra quyết định ở trong cái phiên bản chính thức. Khi mà họ có một cái khoảng thời gian họ mở server test để chúng ta vào chơi và chúng ta đưa ra những cái phản hồi. Đấy, có thể họ vẫn đang đợi những cái phản hồi, chưa đủ phản hồi chẳng hạn. Ok. Xong mỗi cái video clip là tôi đều là đưa ra những cái nhận xét của tôi nhá. Và tôi gửi cho bên chăm sóc khách hàng. Đấy, để họ có thể là họ theo dõi xem là cần có gì điều chỉnh thì họ điều chỉnh. Kể cả là những cái lỗi vặt ở trong game khi mà chúng ta update chẳng hạn, nó sẽ có những cái lỗi.
chúng ta, nếu mà chúng ta vào một cái meta mới sớm thì nó sẽ bị lỗi. À đây rồi, Saman này. Đấy rồi, ra sử dụng Saman rồi. Quá tuyệt vời. Vậy là có con mèo thôi anh em ạ. Ok. Những cái món đồ xanh dương thì thực ra là cầm cái đồ nào cũng được anh em ạ. Bởi vì đằng nào nó cũng sẽ biến hình thôi, không quan trọng đâu. Ok. Rồi vậy là chúng ta đã lên được level 12. Còn 44 tiền để roll. Nhưng mà round này tôi sợ không kịp. Round này không kịp form về 6 Saman kết hợp với cả đỏ đâu. Tạm thời này đã này. 6 Saman với đỏ và hoặc là 6 Saman kết hợp với rồng. Tùy chọn. Bọn nó sắp đi hết rồi anh em ạ. Quên mất. Đây, tôi phải pick cái con rồng vào đã. Tôi chưa pick rồng anh em ạ. Phải pick đủ rồng vào thì mới chơi được 5 rồng. Mới pick những con Sama thôi. 5 rồng thì chắc chắn là phải chơi hàng hàng Pake rồi. Trên này không câu ra gấu. Tôi vẫn đang đặt cái con gấu ở trên bàn cờ để câu ra gấu Saman đấy. Nhưng mà có vẻ như là low hope rồi. Tao 27 rồi anh em ạ. Tạm thời cho đỏ vào này. 4 đỏ đã. Úi dồi mèo này. Bỏ sư con mèo đi nhỉ. Test thử cái bộ 6 đỏ. Tôi muốn biết là xem những cái con Saman liệu rằng là có được hưởng hưởng cái máu không. Vậy là tôi đủ bộ ở đây anh em ạ. Chỉ không ra là con gấu Saman thôi. Nên là chúng ta không chơi được tất cả đều là Saman. Đành phải chơi kiểu kích Wizard thôi. Lag quá nhỉ. Chơi bằng giả lập rất là lag anh em ạ. Ôi như này. Lag thật đấy. Ra Bad Omen rồi. Bây giờ phải bán bớt một vài con đi. Siêu lag. Ok vẫn kịp. Không mất con nào cả. Đó. Lần lượt mà nó sẽ ra đi hết thôi. Hy vọng nó sẽ form về kịp. Thiếu một con Wizard nữa anh em ạ. Một con Wizard nữa thôi là đủ rồi. Đây rồi. Đủ bộ anh em nhé. Thực ra bây giờ nhiều máu chơi 6 đỏ nó cũng chả giải quyết được nhiều vấn đề. Thay vào đấy là chúng ta chơi Saman. Saman kết hợp với 5 rồng. Thiếu một con Saman anh em ạ. Tư tế vẫn chưa ra. Lóc lại cái đá này. Chơi giải lập này lát thật đấy.
Tôi sẽ lấy cái món đồ mana để tí nữa tôi test được cái bộ sáo đỏ nữa anh em nhá. Chơi cả hai luôn, test cả năm rồng lẫn sáo đỏ. Chơi sáo đỏ thì cần đồ mana, năm rồng thì không cần, nhưng mà sáo đỏ thì cần nhiều một chút để có thể biến hình sớm. Đây rồi, đủ bộ nhá. Ok. Cửa 2 slot à. Này đi. Tạm thế này đã anh em ạ. 6 Saman 5 dòng. Yeah. Hiện tại chúng ta có 4 đỏ đấy anh em. Check thử con này nào, xem là biến hình thì có được hưởng máu nhá. Rồi, vậy là con gấu Assassin 2 sao với 1k6 máu. Vậy là không được hưởng cái hiệu ứng của cái bộ tộc hệ nha anh em nhá. Saman sau khi biến hình là nó không có được hưởng hiệu ứng của tộc hệ đâu. Anh em ạ, anh em chú ý nhá. Kẹp 6 đỏ vào là không ăn thua. Nó chỉ có hưởng được cái bộ 6 đỏ trước khi hóa hình thôi. Chứ sau khi hóa hình là sẽ mất hết tất cả các hiệu ứng. Ở đây là cũng 6 Saman rồi. 6 Saman và cũng không được hưởng cái hiệu ứng của hợp tộc hệ. Đấy. Tức là 6 Saman chỉ được hưởng hiệu ứng của đồ thôi. Cái pha vừa rồi để ý cái hóa hình quá lại không để ý cái con mèo 5 đô. Không biết con mèo 5 đô nó có hóa không nhỉ? Rao này xem lại cho kỹ nào. Mèo 5 đô giờ là 1 sao. Đấy, sau khi tung skill tức là vào phát là tung trưởng luôn đấy. Con này là vào phát là gọi đệ luôn, nhưng mà không biết là nó có hóa hình không. Ok. Bờ linh rằng sao không hóa hình anh em ạ. Vậy là con mèo 5 đô không hóa hình. Không hóa hình, không hóa hình, không hóa hình. Vẫn còn nguyên 3 con mèo 5 đô 1 sao anh em nhá. Con mèo nó gọi ra 2 cái bóng. Ok, vậy là hiểu rồi. Vậy là khi mà chúng ta chơi Saman ấy là chúng ta sẽ phải dồn đồ cho con tướng Saman khác, không dồn đồ cho mèo. Thì chúng ta mới có cái hiệu ứng hóa hình của những cái món đồ. Còn nếu mà dồn đồ cho mèo thì chúng ta sẽ có nguyên đồ anh em nhá. Giữ nguyên đồ, chỉ có nhân đồ lên thôi. Cái này có một cái hay nhá. Chúng ta có thể giữ đồ, đánh đồ đồ xanh dương. Đấy, sau đó là late game chúng ta chuyển sang đồ cam, chúng ta dồn đồ cho mèo 2 sao. Và con mèo 2 sao chúng ta sẽ cho thêm một con mèo 3 đô vào. Đấy, mèo 5 đô 2 sao sẽ cầm là 6 cái món đồ cam chẳng hạn, thì nó sẽ nhân đồ lên. Như thế là đánh ở siêu late game là yên tâm rồi đấy. Tức là cái bộ Saman này có thể chuyển co từ con Storm Saman. Đấy, cầm đồ chuyển sang cho mèo 5 đô cầm đồ. Và tất nhiên là anh em sẽ phải đổi đồ rồi. Anh em sẽ phải đổi đồ cam. Anh em chú ý nhá. Lên game nếu mà anh em muốn chuyển đồ cam thì anh em phải chuyển sang cho con mèo 5 đô. Đấy, mèo 5 đô cầm nó sẽ không có hóa. Nó sẽ giữ nguyên cái món đồ đấy. Rất hay đấy. Được, 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 được. Đấy, vậy là chúng ta đã biết được là bây giờ là 5 rồng. Ở bộ này thì là nó là khá tối thượng. Khi vào phát là tung trưởng ngay. Và có thể hóa hình xong là cũng tung trưởng thêm phát nữa được. Khá là hay đấy. Còn bộ đỏ hay là tất cả những cái bộ khác, tộc hệ khác khi mà kết hợp với Saman, thì sau khi con Saman nó biến hình thì là anh em sẽ không được hưởng cái hiệu ứng của hệ tộc anh em nhé. Ok, vậy là gần như là 3 cái video clip tôi chơi về Saman là anh em đã làm rõ được toàn bộ rồi. Tất cả những cái kiến thức về cái bộ Saman mới rồi anh em nhé. Tất cả các cái kiến thức đều đã được unlock hết rồi. Bây giờ chỉ vừa vào chơi thôi. Ngày mai tôi sẽ, nếu mà chưa sang meta mới thì có thể là tôi sẽ tiếp tục làm về cái bộ Feather. Đấy, và những cái món đồ mới nha anh em nhá. Với cái bộ Feather chúng ta có thể test những cái món đồ mới được.
Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký, đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian mà anh em chưa xem bất cứ một cái video mới ở trong meta mới nào, thì anh em hãy chọn hai clip bên trái và bên phải ở màn hình kết thúc của anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.